Rồi, em Thắng xin kính chào quý bà con cô bác ha. Thì hôm nay Thắng về được vài món hàng. Nay đi bãi cũng được mấy món à. Còn với lại còn lại một số đồ cũ nữa thì anh em mình xem có cái món nào phù hợp với mình thì mình chốt giúp em ha. Đây là những cái sản phẩm mà em Thắng sẽ giới thiệu trong clip này cho mọi người. Mọi người cũng đã thấy trên màn hình rồi ha. Rồi, đầu tiên thì em Thắng sẽ giới thiệu là một số cái mặt hàng kho mà bên em hiện tại đang còn ha. Đầu tiên thì cái loại búa này thì em còn có 1 cây à. Đó, hôm qua 3 cây là bán hết 2 cây rồi còn có 1 cây. Thương hiệu của mình là thương hiệu hãng Manum nha anh em. Đó, và chỗ này thì nó có đóng dập chữ là Made in Japan nè, dập nổi. Đó, cán của mình là nó làm bằng bằng thép nha. Đó, thương hiệu của mình là thương hiệu hãng Susakuso. Đây, Susakuso nè. Đó. Thép của mình là thép S55C ha. Đó, và cái độ cứng của mình nó tôi cứng là HRC 50 tới 55. Đây là phần tổng quan của cái búa. Đây là cái phần đầu búa ha, đầu nhũ đinh. Còn này là cái đầu đóng đinh ha. Thì cái búa này nó có chiều dài mình đo được là 35 cm ha, và trọng lượng của cái búa này thì nó nặng được là 7 lạng ha. Rồi mã số của cái búa này hôm nay mà thanh lý giá rẻ cho nên mình về mình dùng luôn, mình sưu tầm được hàng Nhật Bản ra ngoài đó, chuẩn nội địa mới chưa xài ha, M1 giá 230.000. M1 230. Mã số M2 thì M2 em có một cái vít nha. Cái vít này thì nó chưa có xài, anh em về mình vệ sinh thêm ha. Của thương hiệu hãng Vercel. Loại này thì em hiện tại là trong kho còn có 3 4 cây thôi là hết hàng. Thì cái này nó được gia công trực tiếp tại Nhật nên là anh em thấy nó có dập chữ Japan nó đóng trên này ha. Và mũi vít của mình là động vít, mũi vít từ 6 mm ha. Từ 6 mm. Đó, và tổng chiều dài của cây vít này nó dài được là 25 cm, phù hợp anh em mình dùng trong gia đình. Đó là ok ha. Rồi mã số của cây vít này của mình là M2 ha. Mã số là M2, cây vít này giá 50.000 nha anh em. M2 50.000. Tiếp theo M3 thì em có một cái túi nha anh em, một cái túi vải này của Mỹ ha. Hàng này là nó làm mình túi ni lông bình thường, thì cái này anh em mình có thể mình đeo, mình vắt thắt lưng cũng được. Cái này nó có một cái phần để anh em mình đeo đó, mình sẽ gài chốt lại ha. Và những cái này như là màng đồng anh em, cái này là màng đồng đó. Đó, gài lại thì anh em mình sẽ treo lên được này ha. Hoặc nếu mà anh em mình đeo thắt lưng thì mình sẽ đeo bên này đó, đeo bên này ha, mình đeo thắt lưng ha. Thì cái túi này nó có cái chiều dài được là 25 cm, chiều cao của mình thì nó tầm khoảng là 20 cm ha. Còn cái độ rộng có hình vuông của túi này nó tầm khoảng là 4 cm 5 cm nha anh em. Đó. Rồi thì cái túi này nó là màng vải bố. Đây có chữ đồ này nọ đàng hoàng, anh em mình có thể mình đeo đồ này nọ ha. Đó. Rồi anh em mình thích cái túi này thì hiện tại là em còn 8-9 cái á ha, 8-9 cái. Chung là hình thức thì nó chưa có xài ha. Chưa có xài, còn đẹp. Rồi anh em thích cái túi này mọi người chốt giúp em mã số là M3 giúp em ha. Mã số M3, rồi cái túi này em để giá là 80.000 nha anh em. 80.000 một cái, anh em mình mua hai cái thì 150 chỉ khoảng em bao ship luôn. Ha. M3 giá 80. Rồi M4 thì cái cặp bảo vệ khuỷu tay này thì em còn một cặp này, đó. Một cặp ha. Đây. Đó. Cái này thì nó có cái phần này là nó bảo vệ nha, nằm giống như bằng mình meca bằng nhựa cứng vậy đó. Nói chung là khi mình té đồ này nọ thì nó sẽ bảo vệ của mình. Còn bên trong là những cái lớp mốt nó mềm ha. Thì cái này là nó sản xuất ở Mỹ nha anh em. Nó sản xuất ở Mỹ nè. Anh em thấy không? Made in USA này, lá cờ của Mỹ nè, Made in USA. À, size L. Thì cái này là người lớn mình á, mình có thể mình bảo vệ cái khuỷu tay ha, ha, cái khuỷu tay. Còn nếu mà dùng cho trẻ nhỏ thì anh em mình có thể mình bảo vệ cho khớp chân cũng được. Đó. Đây, thì chiều dài của mình thì nó hơn một găng tay của em nè. Tầm khoảng 25 cm, bề ngang của mình tầm khoảng là 18-20 cm luôn ha. Thì một đôi như thế này là giá của mình là 180.000 ha, 180.000 hàng của Mỹ ha. Đó, anh em mình chốt giúp em mã số là M4 ha, 180. Tiếp theo M5 thì em có một cái bộ bàn phím của thương hiệu hãng HP. Đó. Bàn phím này là của thương hiệu HP nha anh em, còn khá là đẹp. Nó được gia công tại Trung Quốc và xuất về Nhật. Có cái modem number là SK2015-2025. Rồi cái
Con này thì nói chung là tình trạng nó còn đang hụt, nó mới nha anh em. Đó. À, nó sẽ kết nối với lại dây USB, thì cái này là cái sợi dây nó khá là dài nên là anh em mình có thể mình kết nối với lại CPU máy tính bàn cũng được ha. Đó, bàn phím rất là bự nha anh em. Nó dài tầm khoảng là 45 cm. Đó, của thương hiệu HP. Và đây HP này. Và đằng sau này thì nó sẽ có mua đâm đồ này nó rất nhiều. Cái này mà anh em mình tra mình mua mới bên thị trường Amazon ha, những này nọ thì nó sẽ tầm khoảng là 20 mấy đô á, tầm khoảng là 500 nghìn. À, thì cái nào là em hàng em thanh lý siêu thị Hồng Kông nhập về nó rẻ nên là ấy thôi, thanh lý siêu thị nó bán ký nên nó rẻ nên là anh em mình an tâm về chất lượng nha. Hàng mới chưa có xài rồi anh em mình thích cái bộ bàn phím này, mọi người mình chốt giúp em mã số là H, mã số là M5 ha, mã số là M5 giúp em nha, 108. Tiếp theo mã số M6 thì em có một cây vít lách luồng này mới vào sáng đó, của thương hiệu Anet nha anh em. Cái này hình thức còn đẹp này, đó đây chỗ nào thì nó có dập chữ Made in Japan này anh em ha, dập nổi nha. Đó, và nó sẽ sử dụng đầu vít 6.35, đây có một cái viên bi để giữ lại. Thì trang bị cho cây vít này thì nó sẽ có hai đầu, một đầu mũi vít dương BH1 và một đầu mũi vít trữ 4 ly đó. À, 6.35 ha, khi anh em mình dài vào thì nó sẽ có nứt, nó giữ lại ha. Có viên bi nó giữ lại, nó không có rớt cái đầu vít ha. Và dòng này thiết kế dạng lát đảo chiều đó, anh em mình đang để nấm giữa thì nó sẽ đứng, còn anh em mình gạt trái như thế này, gạt xuống này thì nó sẽ lát vẹn chiều ra, và đãi lên trên cùng thì nó sẽ vẹn chiều vô ha. Bánh cóc kia tập rất là ngon nha anh em, một cây vít lát luồng đảo chiều của thương hiệu Anet ha, có đầu vít hai đầu để anh em mình sử dụng luôn. Rồi anh em thích cây vít của Anet này, mọi người mình chốt giúp em mã số là M6. Cây vít của thương hiệu Anet này em để giá là 100 nghìn. 100 nghìn ha, mã số là M6. Thì cái này nó dài tầm khoảng là 90 cm thôi nha anh em. M6 100 nghìn. Tiếp theo M7 thì em có một cái bộ sửa chữa xe đạp cũng rất là đẹp ha. Đó, em vệ sinh em tra dầu lên nó rất là bóng đẹp nha anh em. Cái này nó còn khá là mới luôn. Đó. Thì cái dòng này là by hand ha, chuyên về sửa xe đạp đó, của hãng Zot Master đó. Đây, màu đỏ còn rất đẹp nha anh em. Đó, bên trong rồi nói chung là em vệ sinh kỹ lưỡng rồi, anh em mình chỉ việc vệ xài thôi. Đây, còn mới ha. Đó. Thì cái này đầu này thì nó sẽ mở là những cái đầu lục giác, gồm có là 4 cái lục giác ha, 3 4 5 6 ha. 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly. À, bên này nữa. 2 3 4 5 6 nha anh em, 2 3 4 5 lớn nhất 6 ly. Bên này nữa 1.5 nữa này ha, 1.5 nữa này đó. Thì nói chung là nó sẽ gồm có là 6 cây lục giác nha, 6 cây lục giác. Bên này là 2 cây này, bên này là 4 cây. Bên này thì nó sẽ có một cây đầu mũi vít dương và một cây đầu mũi vít âm đó. Rồi thì anh em nào thích cái bộ này ha, đó. Đây rất là mới đẹp nha mọi người. Đó. Rồi cái bộ này nó còn đẹp nha anh em mình mua về mình sửa chữa xe đạp rất là ngon. Bộ này em để giá là 150 nghìn, mã số là M7 ha, M7 150. Tiếp theo M8 thì em có một cái bộ lục giác bự ngon này của thương hiệu, bộ này là chuyên lục giác luôn. Đó, thương hiệu Lare này, Japan này anh em, theo của mình là Nikken Chromo Lysdenum này, này ha. Bộ này là bộ bự ha, 2.5 này, 3 4 5, bên này là 6 ly và 8 ly. Còn rất là đẹp nha anh em. Đó. Ốc vít, đầu vít đồ này nó là rất là ngon lành ha. Còn mới tin nha. Đó, không có mòn không miết gì nha anh em. Đó, những cái bộ này là anh em mình sử dụng trong gia đình là ok. Đó, em vệ sinh rồi đẹp hết rồi, anh em mình chỉ việc về mình xài thôi ha. Rồi, thì anh em này mình thích cái bộ lục giác này ha, dạng bự của Nhật nha anh em, Japan đầy đủ. Đó, nước sơn màu vàng. Đó, vì anh em mình lau chùi mình bảo quản thôi, em vệ sinh em tra dầu đó hết rồi. Bộ này còn đẹp, em để giá là 180 nghìn. Đó, đầu lục giác đồ còn rất là mới nha, không có bị mòn, không có bị ái gì nha anh em. M8 180 nghìn. M9 thì em có một cái đầu này là như là mở bánh kết nối với taro hay sao á. Thì cái này nó thiết kế kiểu là ba cạnh nó như thế này ha. Đó, nó tròn tròn bên trong á. Thì cái này là nô thương hiệu của hãng Lotte Hữu Tâm Hồng. Đầu này thì
chui của mình là 1/2 là 12.7 á ha. Và bên này là đầu 6.35, thiết kế kiểu đầu này là đầu 6 cạnh dùng cho máy bán áp vít ha. Rồi mã số 19 giúp em ha, 19 con này giá 80.000. Mã số là 19 80.000. Tiếp theo M10 thì em có một cái thùng đồ nghề nha anh em. Con này nó nặng tầm khoảng là 1,2 kg. Cái dạng này thùng bự ha, nó sẽ có hai khóa hai bên này. Đó, anh em mình sẽ móc khóa vào hai bên như thế này. Đó. Đây, hai bên ha. Đó. Hai móc khóa. Phần này là màu sơn màu đỏ và thùng này là dạng hình hộp dài nha anh em. Hộp dài. Cái này thì thùng này nó dài được là 42 cm nha, 41 42 cm. Chiều ngang là được 10 cm và chiều cao là được là 15 cm. Rồi đây là cái phần chi tiết bên trong của mình ha, chi tiết bên trong thì cái này là nó đến từ thương hiệu là hãng Yosawa nha anh em, Yosawa của Nhật ha. Đó, nặng 1,2 kg. Rồi anh em nào thích cái thùng này mọi người mình chốt giúp em, mã số là M10 ha, mã số là M10. Đó, hai quai hai bên ha. Đó, được cái là nó có cái chiều dài nên là anh em mình đo được rất là ok nha anh em. Rồi mã số của mình là M10 giúp em nha. Chiếc thùng này em để giá cho mọi người là 230.000 ha. Nó dài tới 41 cm nên phù hợp anh em mình để những cái chi tiết dài nha anh em. M10 ha. M10 230. M11 em về một cái silicone mới này. Nó rất là đẹp ha. Đó, nó còn tem ra này, mà cái tem này em hồi nãy em vệ sinh nó bị ái mất tiêu rồi. Anh em mình thùng để mình treo cũng được ha. Đó. Anh này bể bãi này nọ lâu ngày thì nó có những cái vết trại nha anh em, do những cái đồ khác nó ái lên. Cái màu sơn vàng còn đẹp ha, thương hiệu Tajima dòng con rớt này ha. Đó, đầu đồ còn đẹp hết ha. Đây, cái này thì nó cũng có thương hiệu hãng Tajima. Đó, đây, phần này cũng đẹp ha. Đó, tay cầm đồ cũng đẹp này, mình nhắn vô mình kéo ra để mình bỏ chai silicone vào ha. Đó, này nãy rất là nhẹ nhàng luôn anh em. Con này nói chung là còn ngoại hình còn đẹp ha, ngoại hình còn tương đối là ok. Trung hàng của Nhật thì nó rất là chắc chắn rồi. Anh em mình làm cũng cảm thấy là nó cái tay đồ này nọ mình bóp nó nhẹ nhàng. Còn những cái đồ mà anh em mình mua Việt Nam đồ này nọ thì nó mỏng, nhìn thấy nó rất là yếu ớt ha. Là làm rất là dài. Rồi anh em thích cây súng bắn keo silicone của thương hiệu hãng Tajima này ha. Tajima này mọi người mình chốt giúp em mã số là M11. Con này giá 200.000 ha. Rồi M11 giá 200. Tiếp theo M12 thì em có một cây cưa nha. Cây cưa này nó đến từ thương hiệu hãng Somat nha anh em. Thương hiệu hãng Somat Japan nè. Nó màu xanh da trời. Này thì đang sử dụng là lưỡi 25 cm ha. Và anh em mình nếu mà sử dụng lưỡi 30 á, mình có thể tháo cái ốc này ra, mình di chuyển tới cái lỗ này thì mình sẽ sử dụng cho cái lưỡi cưa dài 30 cm ha. Còn hiện tại là đang sử dụng lưỡi 25 cm. Thì anh em thích cây cưa của Somat này mọi người cho giúp em mã số là M5. Cây cưa này em để giá là 140.000 ha. Đây M12 ha, sorry mọi người ha, M12 140. Rồi tiếp theo M13 thì em có một cây kìm bắp ép cốt nha. Đó, kìm ép cốt dạng này là dòng AK17 của thương hiệu Lotte Vietnam Home. Đây, cũng mới vệ sinh rồi này nọ thì nước ram của mình màu đen còn rất là đẹp. Đó, đây là chi tiết đầu cốt ha. Đó, em ta lớp dầu lên để cho nó không có bị sát đâu ha, vì anh em mình có thể mình lau lại ha. Nó hoạt động ngon lành tương tư ha, đồ nãy rất là ngon. Và tình trạng thì nói chung là nó cứng cáp này, không có bị rơ lét ha, nó không bị rơ lét. Nhiều khi người ta dùng nhiều á, ép nhiều á thì nó sẽ bị rơ, cái chỗ này nó lét này, còn cái này nó không có bị lét nha anh em, không có bị rơ. Và đây là cái chi tiết phần ép cốt của mình thì nó có những cái số cũng như là cái đầu cốt như thế này nha. Đó, chữ Trung Quốc thì ở là đây là chữ Nhật nên là em cũng không có rành lắm. Nó có để này này là tiểu này, này là trung, này là đại mà không có biết là cốt máy ha. Ví dụ nó để số 1.25, 2.5, 5.8 gì đó thì mình dễ biết, còn này nó không để số, nhưng mà em nghĩ cái này nó chắc nó ép được cốt 14 ha. Đó, đó là theo em phán đoán thôi, chứ còn cái này thì cũng không có rành lắm. Còn nếu mà mọi người muốn biết chi tiết hơn thì mọi người gõ là AK17 của Lotte nó ra ha, thông số là nên mình tìm hiểu sao. Có dấu xích nội địa Nhật ra nha anh em. Đó, rồi cái này nó dài được tổng thể là 27 cm. Thì cái kìm ép cốt này em để giá là 180.000 ha. 180.000 mã số là M13 giúp em. Đó, mã số là M13 ha, 180. Tiếp theo
M14 thì em mới về một cây căng 10 ký này nè, mới về được một cây cây căng 10 ký của thương hiệu này ha, đó logo này 10 ký ha. Về hình thức thì anh em mình thấy chữ số đồ này nó cũng ok, thì nó có những cái vết vân nhẹ chỗ này này, không có vấn đề anh em, chung chữ số là mình thấy rõ ràng này, với những cái mức vạch đồ này nọ rõ ràng, và lò xo đồ này nọ là nó nhảy rất là ok nha. Đó anh em mình cứ yên tâm về căng cái này, phần này thì mình sẽ tăng chỉnh cái núm này là về cho đúng về cái mạch và số 0. Đó, phần này là cái phần để anh em mình treo đứng lên nè, còn cái phần này là để anh em mình móc vào cái vật mình câu. Thì cái này thì bên Nhật thì người ta thường thường người ta như câu cá rồi nha anh em, người ta hay đi câu cá rồi người ta bỏ bóp cốp xe hay là bỏ ba lô đồ cũng rất là thuận tiện ha. Đó, nó căng được 10 ký thôi, nhỏ nhỏ xinh xinh. Rồi cái căng 10 ký này em để giá là 150.000, mã số cho cây căng này là M14 ha. Đó anh em về mình căng mini ha, M14 150. M15 thì em có một cái mũi khoét nha. Cái này thì em nghĩ là người ta khoét bê tông nha anh em, tại vì cái mũi khoan tâm định giữa này, đây của hãng Kanzawa này, đó nó có logo trên cái mũi khoan tâm luôn này. Đó, và nó đính những cái phần hợp kim lên cái đầu mũi này, nên em nghĩ là nó khoét bê tông nha anh em. Khoét bê tông tường rồi này nó ha, đây. Chỗ này nó có đính này, hay là người ta khoét sắt khoét thép không thì em không có rõ nha, nhưng mà nó có những cái mũi này nha anh em, có thể là em nghĩ là nó khoét sắt đó. Tại vì cái mũi khoan này là nó đính kim bầu đây ha, nó cứng đó. Thì cái này là anh em mình về mình khoét ha, hai càng thì nói chung là khoét rất là ok ha. Thì cái đường kính khoét của cái mũi khoét này là nó lên đến là 200mm nha anh em, nè 200mm 20cm đó. Và anh em mình tăng chỉnh bằng nấm thôi, của hãng Kanzawa, và đây là cái chui để anh em mình gán vào máy ha, có 3 sọc như thế này. Rồi anh em thích cái mũi khoét này thì em để giá cho mọi người là 80.000 ha, mã số là M15. M15 ha, 80. Tiếp theo M16. M16 thì em có một cây kìm bó quả nhỏ nhỏ xinh xinh của thương hiệu Topman, hàng nó mới về. Cái này thì nó dài 20cm thôi anh em, thường thường những cái dòng bó quả em mình hay gặp á là nó dài 25cm ha, thì cái con này nó dài là 20cm thôi, dạng nó nhỏ hơn. Đó, anh em mình hình dung ha, một gần găng tay 20cm ha. Thương hiệu của mình là thương hiệu hãng Topman, và chiều dài của nhà sản xuất nó báo là 190mm. Đó. Thiết kế kiểu của răng măng cá nha anh em, răng măng cá là mình kẹp được khá là chắc. Đó, răng cỏ nó còn đẹp nè. Cái này thì anh em mình có thể mình mở những đồ nhỏ nhỏ ra mình sưu tầm những con kìm móc quả nhỏ nhỏ cũng được ha. Rồi con này mã số của mình là M16 ha. Mã số là M16. Con này em để giá là 120. Tiếp theo. Mã số M17. M17 thì em có một cây con cà lê thao tác mở ốc này anh em, của thương hiệu hãng Top ha, mở đồ một cụm đồ cũng được này. Nó thiết kế kiểu như thế này anh em, đó, kiểu lò xo bạc như này. Cái ngàm của mình nó mở từ 25 cho tới là 40 ha. Đó anh em mình đó, nó có lò xo bạc là rất là ngon. Cái này thì em bán cũng 3-4 lần rồi mà chưa đi, hôm nay em thanh lý luôn giá 100.000 cho anh em mình mua về mình xài ha. Nó khá là dài nha, nó dài 30cm á. M17 100.000. Thanh lý luôn ha. M17 100. M18 thì cái cây này cũng vậy. Cái này là một cây mỏ lít nga. Cái này thì cái ngàm của mình nó kéo ra nó mở được là 40mm ha. Của thương hiệu Mary Japan nè, đó. Này rang cỏ rồi còn ngon lành, thiết kế kiểu mỏ lít rang ha. Dài 25cm. Đó. Rồi cái cây mỏ lít của Mary này em để giá là 130.000, thanh lý luôn ha. M18 130. Tiếp theo. M19 thì em mới về một cái bộ mũi khoan rất là đẹp luôn của Nachi. Hàng này là hàng em lựa nên là nó ngon lành ha. Bộ này anh em mình dùng trong gia đình là rất là ngon nha mọi người. Thì đầu tiên á thì nó sẽ có một cái mũi khoan cho anh em mình dùng máy bán nè, máy bán vít này đó. Anh em mình xem sơ lược về cái đầu mũi khoan này nọ ha. Thì cái hàng này là hàng em lựa nên là nói chung là đầu mũi đồ ok hết nha anh em. Đó, còn rất là mới, số chữ đồ đầy đủ. Đó, rồi đầu tiên thì cái mũi này là của thương hiệu hãng SK này, Saben này anh em thấy không? HSS khoan sát ha. Mũi này là mũi 9 ly dùng cho máy bán vít nha. Đó, còn đẹp nè, bộ mũi này là đẹp em lựa hết ha. Rồi tiếp đến là một cái mũi 12 ly loại bự nha. Của thương hiệu hãng Nachi này, HSSCO này, thép carbon này gì đó anh em, thép gió đó ha, của Nachi nha anh em. Đó đây nè, chữ số đồ đại độ là nhìn rõ ràng ha. Nachi 12 ly này. Rồi tiếp đến là một con
của thằng Kobe. Đây là cái dấu S mà trong cái hình này là của Kobe nha anh em, một cái thương hiệu cũng khá là nổi tiếng của Nhật luôn. Mũi này mũi 8 ly. Rồi một cái mũi này tầm khoảng là 7 ly của Nike nữa. Đó, rồi cái mũi này là mũi 6.3 này. 6 ly 3 của Nike này, anh em thấy không? Nike HSS. Rồi tiếp theo là cái mũi này là mũi 6 chấm của Nike này, số nó không có trùng nha anh em. Đó, 6 chấm. Nó hàng chữ số được rõ ràng. Rồi cái đầu mũi này là đầu mũi 6.1 này của Nike luôn này, giao xích nội địa này. Đó anh em thấy không? 6.1. Rồi tiếp theo là mũi này là mũi 5 chấm này, Nike 5 chấm này. Đó. Rồi mũi này nhỏ hơn nè, mũi này là mũi tầm khoảng là 4 ly nè. À mũi này là mũi 3.6 nè. À mũi 4.6 chứ, 4.6 và 4.8 nè. À 4.6, 4.8 và mũi nhỏ nhất của mình cái mũi này là tầm khoảng là 3 ly 3 này của Mitsu. Đó, bộ này còn rất là đẹp nha anh em, nói chung là mũi khoan này là mũi khoan lửa. Nên là nó còn khá là mới ha, khá là đẹp. 2 4 6 8 10 11 mũi. Rồi 11. À, 11 mũi khoan Nike này thì em để giá cho một người là 250.000. Đó, cái bộ này rất là đẹp nha anh em. Anh em mình an tâm mua về xài thay vì mình ra mình mua những cái hàng ở ngoài cửa hàng này nọ thì nó cũng đã tầm mười mấy 20.000 mũi, nhưng mà cái mũi đó thì anh em mình khoan không có bền bằng những cái mũi của Nhật này ha. Đó, 250 cho cái bộ này nha anh em. Mã số là M19 giúp em. M19 này, 250. Tiếp theo M20 thì em mới về một cái bộ tiếp của KTC ha. Cái bộ này nó rất là hay đến nên mình sưu tầm luôn, còn khá là mới nha anh em. Đó, bộ này anh em mình sưu tầm rất là đẹp luôn. Đầu tiên thì nó sẽ gồm có là 3 chi tiết. Bộ này là 3 chi tiết ha. Đầu tiên là một cái đầu mở ốc 14 ly của Kuken nha. 14mm của Kuken này. Đầu là đầu 6 cạnh. Đó, đầu 6 cạnh của hãng Kuken ha. Tiếp đến là một cái cây nối dài chưa xài của hàng KTC. Đó, cái này dài thì nối dài được là 15 sen ha, 3/8. Và một cây cần lét léo mới tinh luôn, chưa xài luôn. Đó, anh em thấy không? Gạt gù này. Đó, cần gạt gù lét léo của thương hiệu KTC luôn, 3/8. Đó. Một cái bộ món 3 chi tiết này thì mã số của mình là M20 ha. Bộ này còn mới đẹp hết nha anh em. Em để giá là 230.000 cho anh em mình xài, hoặc mình thích hàng đẹp ha, mình sưu tầm cũng được. Đó, những cái chi tiết dùng rất là ngon ha. Đó, đây. Đó. 3 chi tiết. Đó. Rồi cái bộ này 230.000 nha anh em. Đó, nào cái cần tự động là đủ tiền luôn rồi. Cái cần gạt cù chứ. M20 ha. M20 230 ha. M20 230. Tiếp theo. M21 thì em có một cây khóa của thương hiệu hãng 7K số 11-13 ha. Đó, số 11-13 này. Giao xích nội địa Nhật. Đó, thép alloy steel ha, cái này nó mới tinh nha. Đó, anh em mình thích thằng đẹp mình chốt ha. Đó, về mình sử dụng 11-13 ha, cái này thì nó dài tầm khoảng là 18cm nha anh em. Gần găng tay em ha. 18cm M21, cái này giá 60.000. Ha. M21 60. M22 thì em có một cây khóa 7mm của thương hiệu KTC ha. Đó, 7mm của thương hiệu KTC. Đây. Đầu còn rất là ok nha mọi người. Đó, còn đẹp, anh em mình về mình ghép cho đủ bộ này. Thì anh em thích cái con KTC 7mm này, mọi người cứ giúp em mã số là M22. Không có chơi nữa. M22 ha, cây này giá 60.000 ha. M22 giá 60. Tiếp theo M23 thì em có một cái bộ quát của KTC ha. Bộ này thì nói chung là nó không có đẹp nhưng có mấy cây đẹp lắm. Mà cái này em bán đủ bộ cho anh em mình xài luôn, 5 cây nha anh em, 5 chiếc. Đầu tiên cái chiếc đầu tiên của mình là cây 810 của KTC này. Cây này hình thức cũng còn khá là đẹp ha, thép alloy steel Japan. Đó. Cây này là cây 810 nha anh em. Rồi tiếp đến là cây 10-12. KTC này, giao xích nội địa Nhật này. Đó, 10-12 ha. Cái này anh em mình xài thôi chứ đẹp thì không được đẹp lắm nha anh em. Nó còn sáng nhưng mà nó không đẹp. Rồi tiếp theo là cây này là cây 12-14 này. Cái này là cây 12-14 này ha. Đó. Rồi tiếp đến là một cây 17-19.
cây 17 19 ha. Đó, KTC. Và cái bộ này cây lớn nhất của mình là 1921. Cây này 1921 này nó còn mới nè. KTC ở Lifestyle. Rồi cái bộ 5 chi tiết này ha, 5 cây. À, 5 cây khóa của KTC này, mã số của mình là M23 nha. Bộ này em để giá là 350.000. M23 nha anh em, M23 350. Tiếp theo. Tiếp theo M24 ha. M24 thì em có một cây thước dài nha anh em, cây thước dài này là của Tajima 50m. Sợi dây của mình là sợi dây fiber, sợi thủy tinh ha. Đó, đây. Đây. Sợi dây còn khá là đẹp ha, màu số màu trắng và màu vàng. Đó, 50m nặng nha anh em. Sợi dây fiber ha, cái này thì em đã kiểm tra hết rồi, anh em mình an tâm về size. Về hình thức bên ngoài đồ này nọ thì nó cũng còn rất là đẹp nha anh em. Đó. 50m để anh em mình đo trong gia đình đồ này nọ ha. Thì anh em thích cái cuộn thước dây 50m của Tajima này, em để giá là 290.000 nha anh em. 290.000, mã số là M24. Này thì em bán thanh lý cho anh em luôn. M24 290. Theo. M25. M25 thì em có một cây kìm mới tinh nè, anh em mình sưu tầm nha. Cái này nó chưa xài nên em cũng không có vệ sinh gì, em chỉ lau dầu để em lau dầu thôi. Đó. Của thương hiệu hãng Gun VS này. Cái này là giống như là của thương hiệu hãng SK11 có gia công nha anh em. Đó đây nè, thương hiệu hãng SK11 này anh em ha. Đó, của hãng SK11 thì cũng rất là ngon nha. Đó, vỏ màu cam, mới chưa xài. Có một cái phần này để anh em mình ép cốt. Phần này thì anh em mình để tốt lỗ tròn rất là đẹp ha. Đó. Đây, một cây kìm rất là đa năng ha, vừa tốt vừa cát vừa ép cốt, mới tinh ha, chưa xài. Đó. Đó, đây rèn cỏ đồ nó còn mới đẹp ha. Những cái này thì nó còn mới anh em, anh em mình sưu tầm cũng được, đẹp. Đó. Hàng của Nhật ha. Đó. Đây. Rồi cái này nó còn mới đẹp nha anh em, thì anh em là mình thích cây kìm này mình mua về mình sưu tầm ha, dài là 20 cm nha anh em, 20 cm nha. Một găng tay ha, cái này em để giá là 220.000 còn mới anh em. Đó. Vỏ cách điện màu cam của SK11 rất là đẹp. M25 220. M26 thì cái này cũng còn đẹp này, đó em vệ sinh ra anh em thấy còn rất là đẹp ha. Vỏ màu đọt chuối ha. Xanh đọt chuối, màu vàng đọt chuối như này. Đó, thương hiệu Kin TTC. Giao dịch nội địa Nhật. Đó. Đó ha, đó lăn o anh em tra dầu lên em thấy rất là mượt, ren cỏ nó cũng đẹp này. Đây. Rất là ngọt ha, những cái kim nhật nữa ha. Rất bán. Cái này thì cũng tương tự vỏ, nó dài là 19 cm ha. Mờ vỏ là vỏ trơn, cái này thì em để giá 150. M26 150.000 ha. M26 150. M27. M27 thì em có một cây kim của thương hiệu hãng Top ha, đây. Nè anh em mình nhìn cái kỹ mới thấy ha, tại em vệ sinh nó hơi mờ tí. Đó. Đó, anh em thấy tốt ở trang giữa này hơi khó nhìn tí nha, anh em mình nhìn kỹ nó sẽ thấy nha. Đó, đó ha, của Top nha anh em. Con này thì rang cỏ được cũng ok, mới vệ sinh lau dầu lại ha. Đó. Vỏ trơn, cái này thì nó dài được là tới 21.5 ha, 21.5 cm. Cát rất là ngọt ha. Rồi cái này thì em để giá là 160.000 ha. M27 cây của Top này 160.000 ha. Rồi thì em Thắng xin kết thúc clip tại đây ha, và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.